Phật tử ở Từ Liêm, Hà Nội hỏi như thế này. À, Phật tử gia đình con á, Phật tử gia đình con tan nát, chia đàn sẻ nghé. Giờ con xin đoàn tụ với nhau cho gia đình đông vui, đầm ấm. Kính xin Thầy cho con lời khuyên và con phải làm gì? Khổ thân. Kiểu mình nghĩ xem, gia đình nhỏ tan nát, gọi là tan đàn sẻ nghé, giờ lại muốn nó chung nhau để chung trong đoàn tụ cho đông vui, đầm ấm gia đình, phải làm gì? Các vị nghĩ xem phải làm gì? Tôi đã sống trong cái cảnh đó đâu mà tôi biết. Khổ thân tôi. Thôi, cái trường hợp này tôi không biết là trường hợp lúc nãy còn nói rõ là gì, do mẹ chồng nàng dâu. Cái trường hợp này không nói là thế nào, chỉ nói thế thôi. Không biết là do vợ tại chồng, hay tại mẹ chồng nàng dâu, hay tại mẹ con hay bố con với nhau, vân vân. Tôi chẳng rõ vì họ chỉ viết thế thôi, không biết. Các cụ ngày xưa nói rồi, dù sao đi chăng nữa, các cụ ngày xưa nói với nhau muốn cho gia đình hạnh phúc thì làm vợ làm chồng thì phải hiểu nhau, thông cảm và chia sẻ với nhau. Và đặc biệt các cụ ngày xưa nói một câu rất hay thế này này: một điều nhịn là chín điều lành. Đó, ăn nhau ở cái chỗ đấy. Vợ chồng phải hiểu nhau và phải tôn trọng lẫn nhau. Đặc biệt là người làm vợ, lấy được cái ông chồng mà biết yêu thương thì gia đình đã hạnh phúc rồi, không nói làm gì. Ông chồng mà không yêu thương hay ghen tuông hay cờ bạc hay rượu chè thì người vợ khổ lắm. Mà tất cả những cái nỗi khổ ấy là gì? Là người con gái phần lớn, người đàn bà, người con gái, người làm vợ là phải gánh vác, phải chịu đựng. Cho nên thôi, muốn cho gia đình hạnh phúc không bị tan đàn sẻ nghé thì người làm vợ phải gì ạ? Phải là cái người quan trọng nhất trong gia đình, chịu thương, chịu khó, chịu gánh vác nhiều những cái nỗi khổ niềm đau vì con cháu tương lai mai sau của gia đình, của dòng tộc nhà mình mà chịu đựng đi. Hãy cố gắng tụng kinh niệm Phật nữa để cho nó khuây khỏa, nó nguôi ngoai. Nghe giảng kinh Phật nữa để cho mở mang trí tuệ, tăng thêm lòng từ bi, lòng vị tha. Thì dần dần gia đình sẽ tốt thôi. Điều quan trọng là mình phải là người chủ động. Mình là người học Phật, mình phải là người chủ động trong gia đình nhà chúng ta. Đó. Là người chủ động tất cả mọi cái sự, mọi việc ở trong gia đình chúng ta, để cho gì? Gia đình lại tiếp tục được hòa thuận, êm ấm. Ông nói gà, bà nói vịt. Ông ăn chả, bà ăn nem. Thế thì hỏng rồi. Đó, cái đó không được. Chúng ta phải sống, đã làm vợ làm chồng với nhau, nó là cái duyên và cái nợ rồi các quý vị ạ. Các cụ ngày xưa là duyên lại còn nợ nữa đây mới đau chứ lại. Nếu chỉ bảo cái duyên không thì nó lại tốt, lại đẹp, nhưng lại còn nợ nữa. Đấy. Cái duyên, cái nợ với nhau, đã thành vợ, thành chồng là cái duyên, cái nợ rồi. Cho nên dù tốt, dù xấu, dù méo, dù tròn, thì cũng là gì? Cái nợ của chúng ta đấy, cái duyên của chúng ta đấy. Cùng nhau làm sao để cho đi chọn cuộc đời này không được hạnh phúc bằng chúng, bằng bạn, bằng hàng xóm láng giềng, thì ít nhất cũng để cho con cái chúng ta nó bớt đau khổ. Nó bớt nhìn thấy cái cảnh ngày nào cha mẹ cũng chửi nhau, cũng cãi nhau, cũng đánh nhau, nó chán. Và nó sẽ trở thành, lớn lên nó trở thành cái đứa gọi là lầm lì, gan dạ, bụi đời, vân vân. Thì lúc đó chúng ta còn cái khổ, nhân thêm cái khổ nữa. Khổ vì vợ, vì chồng, lại khổ vì con cái nữa, càng khổ. Đó. Cho nên cái trường hợp này thì Thầy khuyên là thôi, muốn hạnh phúc gia đình thì chúng ta phải là người chủ động mọi cái. Là người học Phật chúng ta biết về nhân quả, biết về duyên nợ rồi, chúng ta phải chủ động mọi cái. Tất nhiên gương vỡ lại lành, lành nó không được như trước nữa đâu. Nhưng mà dù sao, đối với gia đình chúng ta, đối với con cái, nó vẫn lành là được. Nó có thể
thấy một chút cái chỗ chúng ta vá chúng đây, nhưng thôi có còn hơn không, méo mọ có hơn không. Các cụ ngày xưa nói thế, để cho con cái gì, có bố mà không có mẹ mà không có bố, sau này nó dễ hỏng lắm các quý vị ạ. Đó, cảm thấy mà vợ chồng vẫn còn yêu thương nhau được, vì con, vì cái, vì trách nhiệm thì nên về với nhau. Còn nếu mà cảm thấy không thể về được nữa thì thôi, đường anh đi, à, cái đường em đi, nhưng mà phải lo cho con cái. Có con, có cái phải lo cho con cái. Đấy, thầy chứ biết khuyên vậy thôi, còn trường hợp này không nói rõ, cho nên không cụ thể được.